Tại Quảng Nam, xuất phát từ việc vợ ăn xong nhưng không rửa bát, đối tượng Nguyễn Minh Chí đã dùng dao tấn công vợ gây thương tích nặng. Được biết, đối tượng từng được chuẩn đoán bị tâm thần phân liệt. Ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí, 50 tuổi, trú ở xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, 7 năm tù về tội giết người. Theo nội dung cáo trạng, trong thời gian chung sống giữa Trí và vợ là bà Trần Thị Thu Hát, 42 tuổi, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Chí nghi ngờ vợ ngoại tình đến năm 2016, Chí có những lời nói hành động không bình thường hay gây gổ đánh vợ. Chí được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam để khám và được chuẩn đoán bị tâm thần phân liệt. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2022, Chí xuống bếp nhìn thấy một bát nhựa chưa rửa nên lớn tiếng hỏi vợ, sao ăn xong không rửa mà để đó. Lúc này bà Hát nhớ lại chuyện chồng hay ghen tuông vô cớ nên bước đến đá cái bát để dàn mặt. Bực tức Chí lấy con dao tấn công vợ. Sau đó, bà Hát lao ra ngoài kêu cứu và được người dân đến can ngăn, đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Trung tâm pháp y tỉnh xác định nạn nhân Hát bị thương tích với tỷ lệ 14%.